Nghệ An, xe container đâm sập ba nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết. Đang lưu thông trên quản lý 1A, chiếc xe container bất ngờ lao vào bên đường, đâm sập liên tiếp ba ngôi nhà ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Theo chính quyền phường Quỳnh Thiện, vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng nay 2 tháng 3, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Vào thời điểm trên, Chiếc xe container mang biển số tỉnh Ninh Bình chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Thì bất ngờ lao thẳng vào một quán ăn của anh Hồ Sĩ Vượng nằm bên đường, tiếp đó, chiếc xe này tiếp tục lao vào hai nhà dân liền kề trước khi dừng lại do mắc kẹt trong đống đổ nát. Cú tông mạnh khiến quán ăn của gia đình anh Vượng đổ sập hoàn toàn. Hai ngôi nhà kế liền đổ sập mái hiên tường nhà. Thời điểm chiếc xe container lao vào, nhiều người trong hai ngôi nhà nói trên đang ngủ. Nhưng tiếng động mạnh giúp họ kịp thời chạy thoát ra bên ngoài nên không có thương vong về người. Trong số này có ba mẹ con ở ngôi nhà cuối rất may mắn khi thoát ra kịp trước lúc bức tường đổ ngay. Chỗ giường ngủ, mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào. Hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.